Khi tuyển dụng một người vào làm việc tại công ty, chúng ta sẽ cần đánh giá năng lực của ứng viên ở ba khía cạnh nha. Thứ nhất đó chính là kiến thức, thứ hai là kỹ năng và thứ ba là thái độ. Về kiến thức và kỹ năng thì thật ra sẽ dễ dàng đánh giá. Nhưng mà cái gì dễ thì cũng không có quan trọng. Vì kiến thức và kỹ năng chỉ chiếm 30% sự thành công của ứng viên mà thôi. Còn 70% còn lại là gì đây? 70% thành công còn lại đều nằm ở thái độ mà thái độ thì không tự nhiên mà ta có thể đánh giá được bởi vì chính là con người vốn rất phức tạp và khó đánh giá được chính xác. Chính vì thế, công ty Balance cho ra đời khóa tương tác Nhân và Tâm tướng trong tuyển dụng nhân viên nhằm giúp bạn đánh giá được 70% giá trị quan trọng của người ứng tuyển khi đến xin việc tại công ty. Để truyền được những bí kíp đánh giá thái độ nhân viên Balance có các chuyên gia với hơn 20 năm quản trị các doanh nghiệp trong và ngoài nước, không chỉ có trải nghiệm đảm nhận các chức vụ như là giám đốc điều hành, giám đốc chiến lược, giám đốc nhân sự tại các tập đoàn đa quốc gia và các chuyên gia còn có các học vị như là tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân. Cùng với nhau, họ đã phát triển thành công công cụ chọn nghề hành nghề đầu tiên của Việt Nam. Khát vọng chung của các chuyên gia Balance là phát triển con người, phát triển doanh nghiệp phát triển đất nước nhằm nhắm thẳng vào đích đến đó chính là tăng thu nhập người Việt Nam trong top đầu các nước ASEAN khóa tương tác nhân và tâm tướng trong tuyển dụng nhân viên sẽ giúp các bạn có được ba điều cốt lõi ngay sau đây đầu tiên bạn chính bạn sẽ có được những cơ sở để chúng ta có thể tự nhận định xem liệu rằng mình đã là người nhân viên hiệu quả hay chưa thứ hai ngoài việc tự nhìn nhận bản thân thì bạn còn nhìn ra được xung quanh mình ai đang là nhân viên hiệu quả, đạt thành tích tốt và đáng giá cho tổ chức. Thứ ba, bạn sẽ biết cách tự mình để khắc phục sở đoạn, phát huy sở trường để có thể trở thành nhân viên hiệu quả xuất sắc trong công ty. Vậy thì khóa học này không chỉ dành riêng cho người làm nhân sự, cho giám đốc điều hành, mà khóa học này còn phù hợp cho bất cứ ai muốn thăng tiến và có mức lương cao hơn. Quan điểm của Balance đó chính là các bạn luôn là trọng tâm của khóa học cho nên là bạn sẽ được thưởng thức rõ những nội dung trọng tâm nhất chất lượng nhất đến từ các chuyên gia dày dặn kinh nghiệm quản trị thực dụng và đặc biệt hơn không ai hết mà là chính bạn nha sẽ được tương tác trực tiếp với chuyên gia và được tải về các biểu mẫu đánh giá năng lực trong tuyển dụng và trong cả quản trị nguồn dân lực và xin lưu ý với các bạn rằng balance cũng rất mong các bạn hãy ủng hộ balance bằng cách sau đây thứ nhất không chia sẻ Thứ hai, không phát tán bất kỳ nội dung nào của khóa học tương tác này các bạn nha. Không có gì quý hơn độc lập tự do đúng không ạ? Nhưng mà ở đây thì chúng tôi muốn nói với các bạn rằng không có gì quý hơn bằng sự ủng hộ của bạn. Vì đó sẽ luôn luôn là động lực giúp các chuyên gia còn tâm huyết chia sẻ nhiều bí quyết khác giúp các bạn thành công nhanh hơn, bền vững hơn. Xin cảm ơn các bạn. Nếu các bạn là chuyên viên tuyển dụng hay giám đốc điều hành, các bạn cũng biết đó quy trình tuyển dụng nhiều thập kỷ qua vẫn là tìm nè, chọn, đọc và lọc trên hàng ngàn CV, hồ sơ xin việc cho mỗi một vị trí tuyển dụng mà kết quả thì các doanh nghiệp vẫn đang chọn sai người. Và nếu như mà làm cách cũ không thực sự mang lại hiệu quả tối ưu và chính chúng ta cũng thấy là nó quá lãng phí thời gian và tiền bạc đúng không ạ? Và đó vẫn không phải là cách tốt nhất để trả lời câu hỏi làm sao để doanh nghiệp tôi tuyển đúng người? Xuất thần từ giám đốc điều hành, giám đốc kinh doanh, giám đốc nhân sự, các chuyên gia Balance nhận thấy rằng đừng nên nghe những gì người ấy nói mà hãy phát hiện bằng 6 đặc điểm nhân và tâm tướng của nhân viên là phương pháp được kết hợp khoa học của Đông và Tây. Và khi chúng ta học về 6 đặc điểm này cũng như tương tác trực tiếp với các chuyên gia, bạn sẽ hiểu thấu đáo và có thể thực hiện được hiệu quả sau khi học xong khóa này các bạn nha và nếu như bạn là người mới tiếp cận với chuỗi bài giảng này, bạn cần quay lại và tham gia tương tác khóa nhân tướng học căn bản để hiểu được bài này sâu sắc hơn nha. để thực sự lĩnh hội và thấm nhuần các bước để trở thành nhân viên hiệu quả có mức lương trên 1.000 đô la mỹ một tháng, các bạn hãy thực hiện năm bước khóa học và bền vững sau đây. hãy nhớ kỹ nha. Đầu tiên, bước 1 đó chính là xác định rõ tính cách và nghề nghiệp phù hợp với tính cách của mình để chúng ta có thể tự biết mình làm công việc gì là thuận lợi nhất. Sau đó, trải nghiệm bức tranh của người làm việc hiệu quả ở bước thứ hai. Tiếp theo là bước thứ ba. Bước thứ ba thì sẽ giúp bạn hình dung được những tình huống mình phải giải quyết cụ thể để có thể được thu nhập cao, và tiếp theo các bạn sẽ được cập nhật những kiến thức mới theo xu hướng phát triển của thị trường và cả thế giới. Và cuối cùng cũng không kém phần quan trọng đâu nha, chúng ta cần phải chú ý. Các bạn phải biết được là bản thân mình có tính kiên trì hay không. Vì có tính kiên trì thì chúng ta mới có thể vượt khó và thành công được. Với bài trắc nghiệm về tính kiên trì này sẽ giúp các bạn biết được tính kiên trì của bạn đang ở mức mấy các bạn nha thực ra thì giấc mơ sẽ mãi là giấc mơ nếu như mà chúng ta không hành động hãy để bạn là triệu phú là người đồng hành và hãy để bạn là triệu phú cùng bạn biến ước mơ thành hiện thực thành công trong ngày hôm nay không có nghĩa là bạn sẽ mãi thành công các bạn có đồng ý với tôi điều này không ạ à? Thế nên, chúng ta hãy nhớ là thường xuyên sử dụng công cụ chọn nghề, hành nghề được cập nhật liên tục của Balance để thành công nhanh chóng và quan trọng hơn nữa là phải bền vững các bạn nha. Ngay bây giờ, hãy truy cập ngay vào website www.banglatriệuphú.com để biết thêm đầy đủ thông tin chi tiết các bạn nha. Balance chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.